và phụng sự Chúa không? Lạy Chúa đã trao nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho tôi tới đây tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay chúng bạn hội thánh, những người này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa đoán cơ quan cho những người này được hân hoan với Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Vậy Đức Kitô, Chúa chúng con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại các môn đệ rằng: Mọi quyền năng trên trời trên đất đã được ban cho Thầy. Bé con nên đi giảng dạy muôn dân, làm phước cửa cho họ như Đức Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây là của các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp thông với người trong tâm tình thống nhất và cảm tạ dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta và các người dự đạo này tâm tình sám hối và hoán cải, xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên các đối tượng trước đây để nhờ Ngài cũng dẫn họ sống trọn vẹn ơn gọi của lời Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho các tôi tớ trước đây nhờ cái tích thánh tẩy và mai táng của Chúa Kitô để được cùng sống lại với người. Lạy Chúa, chúng ta gọi các tôi tớ Chúa đến. Chúa đã gọi các tôi Chúa đến nhanh ơn tái sinh tối kinh hội thánh xin nói thương chúc lành cho nước này để thanh tẩy các tôi tớ năng nước của Chúa để họ được sống muôn đời với Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trước khi gia nhập đạo, các con phải tuyên xưng niềm tin và Chúa và quyết tâm từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỷ. Anh chị em thân mến, cùng với các người dự đồng, tôi tuyên xưng niềm tin của Đức Kitô thánh tẩy tất cả các lãnh nhận để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để gọi là nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những thứ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Tuyên xưng niềm tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin một Thánh Công Giáo, tin các Thánh Thông Công, tin các tha tội, tin các sống lại và chủ sống vĩnh cửu không? Maria Cha được Con, Maria Cha và Con và các con đã trở nên tạo vật mới và nét mặt với Chúa Kitô. Vậy các con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho nên khi đến trước tòa Đức Giêsu Kitô cho chúng ta để các con được sống muôn đời. Các con đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, các con hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin để khi Chúa đến các con xứng đáng đang lên đón người với toàn thể các thánh trên trời. Rồi đấy, các con hãy nhận bí tích thứ hai là bí tích thêm sức. Anh chị em, các con đã được tái sinh trong Chúa Kitô để trở nên chi thể và thành phần rất tư tế của người. Giờ đấy các con còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đang ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần những cái tông tụ ngày lễ ngũ tuần, chính cái tông tụ những đấng kế vị đã ban cho những người đã chịu thánh tẩy. Vậy các con cũng lãnh nhận sức mạnh của Thánh Thần trên Chúa đang hứa ban để nhờ đó còn chi trở nên giống Chúa Kitô hơn. Các con làm chứng được cuộc khổ nạn và cuộc sinh của Chúa và thành tích của hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng niềm tin Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng thoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên các người tân tòng này để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của người làm cho các người tân tòng này nên vững mạnh và được sức giàu để nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Này Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tới trước đây bởi nước của Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì này Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đã ra ngủ đến trong những người này, xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo việc có sức mạnh, thần trí suy nghĩ và đạo đức, xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa Đức Kitô Chúa chúng con. Maria hạnh lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Các con vừa lãnh nhận hai bí tích, bí tích thánh tẩy và bí tích thêm sức. Qua hai bí tích này, các con đã chính thức trở thành con của Thiên Chúa, chính thức trở thành người có đạo và người công giáo. Vì là con của Thiên Chúa và con của giáo hội nên phải có bổn phận hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha, phải có bổn phận trung thành với giáo hội. Tất cả những điều giáo lý đã được học cụ thể khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, sống với đọc kinh cầu nguyện tối nay, các con đã nhận bí tích thứ ba là bí tích khôn khôn, và trong thứ đấy các con đã nhận bí tích thứ bốn là bí tích đường máu.
trên con người sống hình ảnh Ngài, ban cho có đôi, Ngài ban cho có đôi, như chim kia liền cánh và như cây kia liền cành. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau hiến trao cuộc đời, tung cánh bay tuyệt vời từ nay đến ngàn sau, chung kết châu cau trong vôi nồng là duyên xóm thắm, xe tơ hồng thành dây chứng mối nối câu vuông tròn. Quanh anh Jose Nguyễn Mạnh Thờ và chị Maria Nguyễn Thị Kim Ngân, anh Jose Nguyễn Mạnh Cường và chị Maria Đào Việt Tiệp. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Để rồi cùng với hội thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nản Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi nhớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên. Mặc lấy sự trường sinh bất tử thì lúc
ấy đúng nghiệp lời đã ghi chép rằng sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Tin Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi qua lời Chúa. Và mọi người đã đặt cái câu hỏi với Đức Giáo Hoàng: phải làm gì để đem lại cái nền tảng trong đời sống hôn nhân gia đình mang tính bền vững? Phải làm gì để trong đời sống hôn nhân gia đình có hạnh phúc? Bởi vì tình hình thực tế nhiều gia đình tan cửa nát nhà, tỷ lệ ly dị mỗi ngày mỗi gia tăng, có những xung đột trong gia đình. Trước những câu hỏi trăn trở băn khoăn thắc mắc đó, Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ để giúp các gia đình thoát khỏi những cái xung đột. Trước hết, các cặp vợ chồng, các gia đình hãy siêng năng cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta gặp gỡ Chúa, tiếp xúc với Chúa, nói chuyện với Chúa. Và nhờ cái cuộc gặp gỡ với Chúa thì chúng ta mới làm theo ý Chúa, mới biết ý Chúa muốn gì và làm. Nhiều khi chúng ta không gặp gỡ Chúa, không có hỏi Chúa thì không biết đàn nào mà làm, không biết đàn nào cái việc đó có đúng ý Chúa không. Nếu có cặp vợ chồng trong gia đình, người vợ, người chồng, người bố mẹ, người con cái quy tụ lại với nhau, mỗi ngày dành ra 5 phút, 10 phút thôi để cầu nguyện, và Chúa sẽ hiện diện trong cái gia đình đó, thì khó có chuyện cãi nhau lắm. Chẳng hạn như nếu quy định rằng là 9 giờ tối chuông là tôi cầu nguyện, ông bà, bố mẹ, vợ chồng, con cái quy tụ với nhau để cầu nguyện, thì lúc 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ bảo to tiếng cãi nhau khó lắm. Bởi vì ai cũng giữ, bởi vì 9 giờ đến nơi rồi, chừng đọc đến cầu nguyện rồi, bây giờ mà cãi nhau thì làm sao mới cầu nguyện được. Rồi giả sử nếu duy trì buổi tối 9 giờ dành cho 10 phút cầu nguyện, thì sau khi cái cầu nguyện sau cái giờ đó mà bảo là cãi vã nhau tiếp cũng khó lắm. Có thể có xảy ra những ít. Vậy chính cái giờ cầu nguyện, thế vậy 24 tiếng đồng hồ đó, chả nhẽ chúng ta không dành được 10 phút, 15 phút để gặp vợ với Chúa, để cầu nguyện với Chúa. Cho nên Đức Giáo Hoàng khuyên rằng những cặp vợ chồng trong gia đình hãy cầu nguyện. Thế điều thứ hai mà Đức Giáo Hoàng khuyên là xét mình, siêng năng xét mình. Nếu mỗi một thành viên trong gia đình,
vợ chồng, bố mẹ con cái, mỗi một ngày dành ra 2 hoặc 3 phút trước khi đi ngủ để xét mình, xem trong ngày hôm nay tôi đã sống tốt chưa, trong ngày hôm nay tôi có va chạm ai không, trong ngày hôm nay tôi có làm điều gì sai trái không. Đặt mình trước mặt Chúa để xét mình chỉ đợi 2 hoặc 3 phút, 2 hoặc 3 phút. Thế thì khi mà mình xét mình như thế là ngày hôm nay tôi mắng tính quá, ngày hôm nay tôi nói tục, ngày hôm nay tôi phải vã chỉ nhau. Thì khi mà xét mình thấy như thế thì tự nhiên thấy là mình sai, và khi thấy mình sai thì bắt đầu mình lo sợ. Muốn sống tốt, muốn sửa được cái tật xấu của mình thì cái bước thứ nhất là phải nhận ra mình sai. Còn bao nhiêu người vợ người chồng lúc nào cho rằng mình đúng thì chỉ có cái bạn tỏ hiểu. Nhưng nếu trước khi đi ngủ dành ra khoảng 2-3 phút cầu nguyện, dành 2-3 phút xét mình thì chắc chắn ngày mai mình sẽ sống tốt hơn. Chẳng hạn như người chồng ngồi ăn bữa cơm thấy đen với nhà quá, thế tự nhiên mình nóng giận tổn thương, rồi người vợ thì buồn mình vất vả như vậy, rồi những đứa con thấy bầu khí gia đình bắt đầu căng thẳng. Nhưng nếu trước khi đi ngủ dành ra 1-2 phút để xét mình rằng cái việc hôm nay mình cáu, mình khó chịu vì vấn đề canh với nhà thì liệu có được không? Mà lúc đó mình tĩnh tâm lại, suy nghĩ lại là chẳng nên. Mỗi 1 tháng có mấy chục bữa cơm, chỉ có 1 bữa ở nhà thôi, chẳng hạn thôi gì. Hôm nay mình nóng vội quá, hôm nay mình nhớ. Nhưng mà suy nghĩ được như vậy thì giả sử 1 tuần sau lại tiếp tục canh nhà thì chắc chắn tự nhiên mình suy nghĩ, lần trước mình đã nóng giận và khó chịu quá rồi, thôi. Thế thì nhờ cái việc mình xét mình như thế thì giúp đời sống hôn nhân gia đình thăng tiến trong đời sống hôn nhân gia đình, tránh được những cái va chạm. Nhưng nhiều khi chúng ta không xét mình, một ngày làm việc vất vả lo toan, tối đến nhiều khi ấm trà xem TV đi ngủ, chẳng biết ngày hôm nay mình đúng hay mình sai, mình lỗi cái gì, không lỗi cái gì, chẳng biết được. Việc thứ ba Đức Giáo Hoàng khuyên đó là hãy làm sống lại cái giai đoạn tình yêu. Các nhà tâm lý xã hội bảo rằng là cái giai đoạn tình yêu được ví như thiên đàng, nhưng mà cái giai đoạn hôn nhân thì lại được ví như hoàng hôn. Bởi vì trong cái giai đoạn hôn nhân người ta không sống tình yêu nữa. Ví dụ giai đoạn tình yêu thì ngày sinh nhật nhớ đến nhau, mua quà tặng hoa tặng thứ nọ thứ kia dễ lắm. Thế thì khi tặng những cái món quà như vậy để thể hiện sự quan tâm, nó làm cho cái tình yêu nó tươi trẻ hạnh phúc vui tươi. Nhưng đến giai đoạn hôn nhân thì chẳng biết đến nữa, không biết chuyện đó, quên luôn. Rồi trong cái giai đoạn tình yêu, giả sử một bên nào nó có lỗi dễ tha thứ lắm, nhưng đến giai đoạn hôn nhân thì không còn. Cho nên điều thứ ba Đức Giáo Hoàng khuyên đó là luôn luôn làm sống lại cái giai đoạn tình yêu trong lúc sống, trong giai đoạn hôn nhân. Thưa quý ông bà chị em, 3 lời khuyên của Đức Giáo Hoàng thật là chí lý, rất đơn giản nhưng cũng khó thực hiện. Mong rằng mỗi một gia đình chúng ta cách nhau, 2 gia đình mới hôm nay, 2 đôi tân hôn hôm nay, hãy thực hiện lời mời gọi của vị cha chung Đức Giáo Hoàng. Trong đời sống hôn nhân gia đình chúng ta hãy yêu mến siêng năng cầu nguyện 5-10 phút trong ngày thôi, rồi hãy biết siêng năng xét mình 2 hoặc 3 phút thôi, sẽ đón nhận được nhiều bình an của Chúa, sẽ sống trong bình an và sẽ có hạnh phúc tình yêu trong gia đình. Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình chúng ta. Các hiền 2 đôi tân hôn hôm nay,
biết đón nhận ơn Chúa và thực hiện những điều giáo huấn của Chúa, những điều giáo huấn của giáo hội, để chúng ta cố gắng thực hiện vượt qua được tất cả những thử thách, những gian truân trong đời sống hôn nhân gia đình, để sống thực sự trong bình an, tình yêu và hạnh phúc. Amen. Thiên Du Xe Nguyễn Mạnh Cường và chị Maria Đào Kiệt Kiệt, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Tự do. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái của sự ban và giáo dục chúng theo lời Đức Kitô và Hội Thánh không? Có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự tư phận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Lưu Xe Cường xin nhận em Maria Kiều làm vợ của anh và nhớ sẽ làm chương trình của em. Khi nhận vợ cũng như lúc ra ra khi mạnh khỏe cũng như lúc cao yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Em là Maria Kiệt, hiện anh cũng sẽ vợ chồng của em và hứa sẽ làm thủy với anh khi vợ như ba la khi khỏe như không yếu để yêu thương và tôn trọng anh một ngày suốt đời em. Thiên Chúa của cầu cụ Áng Thanh Nam, Thiên Chúa của cầu cụ Vi Sa Áp, Thiên Chúa của cầu cụ Gia Quốc đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong buổi hiện đại. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn đi và ban phúc lành cho sự ưng thuận các con của đạo thành trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, nào tâm chung tùng Chúa. Thank you.
Ngày xưa được hân hoan dự tiệc trên
thiên quốc. Cho con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xa xăm tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sạt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ chồng yêu thương đậm nồng như dòng nước trong, đưa nguồn hạnh phúc muôn chung. Xin cho mặt trời sáng mãi lòng người để mùa xuân đến. Vâng tim thủy chung một ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu xa xăm tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sạt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho người chồng vững bước một lòng, gieo hạt nắng tươi, gia đình êm ấm trong ngoài. Xin cho người chồng xứng đáng một đời, người cha gương mẫu để đàn con kính yêu. Chiều buồn đau tiếng hát bay ca. Thank you.
mai sau đây gặp lưng vai âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lòng. Ngày thì hôm xưa còn nhiều dấu tình thương tha thứ, hay khi nào hạnh phúc đến dần đây, xin cho con đừng thế dễ quên lòng. Tháng năm như ngừng trôi.
giới thiệu một thằng là trai hôm nay. Tôi là ông của các cháu. Thế còn đây là hai cậu của cháu Cường. Thế còn bên kia là mẹ cháu Cường và rể của các cháu và chị của các cháu. Đấy là xin báo cáo thành phần hôm nay đi lên họ là gái là như vậy. Thế đầu xuân năm mới cho phép tôi xin được chúc các cụ họ nhà gái đầy ơn của trời đất, các cụ vui nhất và đồng thời cũng là một cái tuổi, tức là các cụ cho các cái tuổi mới của các cụ. Và xin chúc họ nhà gái sang năm mới an khang thịnh vượng, có một sức khỏe dồi dào để dìu dắt con cháu nội ngoại sang năm mới có thêm một tuổi mới và hạnh phúc may mắn. Xin phép họ nhà gái, tức là hôm nay là ngày lành tháng tốt, sau khi các cháu đã tìm hiểu kỹ càng thì bây giờ đến báo cho bố mẹ và các cháu và nội ngoại của các cháu. Thì hôm nay chúng tôi có một cơ cầu, trước hết lên kính viếng tổ tiên và sau đó tức là xin có một cơ cầu hỏi để các cụ tức là đón nhận và cho phép cháu Cường từ giờ phút này trở đi là con cháu của các cụ trên nhà. Xin báo cáo hết. Xin mời tất cả các cô, các con, các bà đầu xuân năm mới, xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang và thịnh vượng. Tiếp theo chương trình, tôi xin phép được các cụ là ăn trầu, uống nước, chung vui và giao lưu cùng các cụ. Tôi xin phép thứ nhất là trưởng đoàn áo chiến và ông kia ông trẻ của cháu và ông Kiều là trưởng của gia đình và bên kia là cũng là hai ba bà cùng ngồi trong đồng nhất bàn kia là người đàn bà ba và Tuệ mà anh hãy có giới thiệu
chúng tôi báo cáo cái vụ việc này. Như ban nãy thì tôi thì báo cáo vụ này. Thay mặt đại diện cho ông ấy, báo cáo phép giải được này rồi đấy. Cái thứ hai bây giờ ông này cho vai vế là ông trẻ. Xin cưới, gặp cả tài tạo tức là cái cây dầu xin cưới vào ngày mai. Hai bên đã học được đọc ra rồi. Chúng báo cáo thì em được biết là 28 điểm được sự đồng ý của gia đình, được sự đồng ý là chuẩn bị đến ngày mai là chính thức đẹp nhất. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lầm, ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lầm, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp nàng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp mong. Một lời yêu làm sao nói được trong phút giây ban đầu bên nhau. Ngập ngừng nhìn nhau, ánh mắt nói lời yêu thiết tha trong tận thâm sâu. Ngày đầu yêu nào ai có được bằng lời tình trong ánh mắt em hiện ra. Ta thương yêu muôn đời, luôn luôn có nhau hoài. Còn gì đẹp bằng tình yêu nữa.
vẫn là thơ. Tôi chung cho anh chị từ nay sum họp vui thân khởi xây dựng xây cùng chẳng lo gia đình xây công tác tới cuối năm này con bé con bồng tay tới cuối năm này con bé con bồng tay tới cuối năm này con bé con bồng tay. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Em ơi quan họ trên sông con đỏ ngang khoan ư khoan họ em về chăm lo việc nhà thấm lúa buôn vườn đã liếc thương anh ơi quan họ ôi bao ê chề tới mùa đơm bông khơi ngàn lối sông gật mình ta đánh về chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ngài hình hò nhau vui duyên thắm thái chay tiếng hò chơi tôi thì chẳng ngả la lơi đêm khuya rộn ràng bao tiếng đầy buông lơi tình thắm mãi ngàn đời không phai đôi bạn trẻ chúc mai sum họp đứa con đầu chị đó cháu trai cái mồm cái mắt cái tai cháu giống bố cháu chẳng sai tí nào trẻ sung sướng ôm vào lòng ngực ôi niềm vui dạo dực biết bao hôn con trẻ nhớ ngày nào lớn lên học giỏi cho vào kỹ sư làm máy móc tôi tân vĩ đại theo lá cờ phú thọ quê ta đẹp niềm vui sướng vinh hoa làm cho đất nước quê nhà phồn vinh tương lai mới cộng tình duyên mới hai cháu ơi phấn khởi tiến lên đừng về duyên mới mà quên bao nhiêu nhiệm vụ đáng đáng mong chờ chúc mừng hai cháu đẹp đôi yêu nhau yêu mãi ngàn đời không phai xin hết ạ. Quá mấy dặm trường bao gian lao khó khăn quằn quại quá mấy dặm đường âm lòng yêu thương thôi đành thẳng như đã thành quét lên đường cánh giữ yên vui trong lòng hoa lá nghi hoa lá đông nghề hương chim đậu trăng những vành
trong đời nhớ đến
trong đời. Người đã đến cho tình đắm say, tình đã đến quên niềm nhớ nhung, muốn có em mãi luôn bên đời. Vòng tay người ấy thắm thiết trong quan tâm nhiệt tình của họ nhà gái, chúng tôi xin cảm ơn. Ngày hôm nay là ngày rất đẹp và được sự thống nhất của hai gia đình và được sự công nhận của hai địa phương là các cháu thành vợ thành chồng hợp pháp. Vậy chúng tôi xin kính chúc sức khỏe tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại đôi bên, ăn trầu, uống nước, hút thuốc và hôn lễ cùng với gia đình chúng tôi.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ý kiến của hai bác vừa rồi. Vâng, xin mời hai bác hãy bắt tay để thể hiện mối tình thông đa của chúng ta hai nhà mãi mãi như một, và mời hai bác vào trong nhà trong đón cô dâu. Đến giờ phút này thì xin báo cáo với các buổi là tôi đại diện cho dòng họ của tôi cũng như là bà cháu tôi đến nhà. Trước hết là xin phép các buổi để cho hai cháu và thân nhân lâu chúng đến tổ tiên, cũng như là những lời để các nhà đến xin báo cáo các buổi cho phép chúng tôi được dẫn cháu tị về làm dâu con cũng như là chúng tôi cũng như là con cái và cháu đến nhà. Thuyền em trôi vào đêm vui.
trèo bời, bên thanh bình ta sống thành thơ. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây. Xin là các bạn, anh các chị, phụ nữ các bạn, thôi là đưa cháu về đây, là chúc cháu luôn luôn có sức khỏe dồi dào, được về đây với ông bà, với các cụ ở đây là dưới sự giáo dục để giúp bà làm ăn của ông bà, và là người kế nghiệp của tổ tiên. Thì tôi không biết gì nói hơn là đầu tiên vào thì xin chúc tất cả các cụ công ông bà bên ngoài nhà trang có sức khỏe dồi dào, gia đình an khang được. Cái thứ hai là cái phần giới thiệu thì đây cũng là cũng như cái phần qua giới thiệu của tất cả các con. Bây giờ là thì trải qua một thời gian các cháu thương yêu nhau, thì bây giờ về đến đây thì trước khi là tôi đưa giao cháu cho con gia đình bạn nào và nhận, thì cũng chúc cháu là sống luôn luôn hạnh phúc và có sức khỏe dồi dào, và là người con ngoan của gia đình và con ngoan của các cụ. Vâng. Tiếp theo chương trình xin báo cáo các cụ và họ nhà gái thì cho các hai cháu là. Làm dâu nhà bà Thái là con cháu của họ Tổng.
của gia đình, của các cụ. Tôi chỉ xin chúc cháu là luôn luôn giữ gìn sức khỏe, là một người con dâu ngoan của gia đình và một người công dân luôn có tinh thần kính Chúa cùng lâm. Vậy trước khi chuyển cháu cho các cụ và làm dâu của gia đình các cụ, tôi xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, các cầu, các mợ, các chú, các thím và bạn bè của cháu có sức khỏe dồi dào và gia đình an khang thịnh vượng, và xin cảm ơn tất cả sự tổ tiếp của các cụ, các ông, các bà, các bên nhà trai. Chúng tôi luôn sẵn sàng ghi nhận, xin cảm ơn. Đầu xuân năm mới xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em nam nữ, bạn bè của chú Chí Đọc đã tiên yêu trong việc và làm dâu con chúng tôi. Sau đó tôi xin được đầu xuân năm mới xin kính các cụ, các ông, các bà cùng anh chị em thân năm mới đầy tràn sức sống, có một sức khỏe dồi dào để phục vụ con cháu và mọi người trong đại gia đình chúng ta. Sau đó tôi thay mặt cho Chú Chí Đọc xin cảm ơn các cụ đã không quản đường xá xa xôi đưa cháu Nghiệp về làm dâu con chúng tôi, và qua lời của ông trưởng đoàn và nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận cháu Nghiệp từ giờ phút này trở đi là dâu con chúng tôi, và cháu Cường là thể hiện của các buổi từ giờ phút này trở đi cho chúng tôi được thay mặt bà Thái và người tộc từ giờ phút này trở đi chấp nhận cháu làm dâu con chúng tôi trong hội tập như trong gia đình bà Thái. Trước hết, sau khi một lời xin cảm tạ các cụ và có một lời tri ân, xin cảm ơn các cụ, chúc các cụ mạnh khỏe và các bạn của các cháu là thành đạt. Tờ hồng đôi lứa cùng nhau, quan viên hai họ đông đúc tới đây chúc mừng.
sẵn sàng thếp lên kiệu vàng theo chàng về dinh. Rồi thật lâu đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên chàng thư tình gửi đến em, bạn đời ơi, anh mơ mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón.